Tôi muốn nói rằng tất cả những điều sư phụ làm đều có dụng ý, hay nói cách khác, dụng ý đó luôn phù hợp với nhu cầu của chúng ta, bất kể điều gì xảy ra vào thời điểm đó. Và khi sư phụ thực hiện dụng ý đó, chúng hoàn toàn tuyệt vời. Bạn sẽ không bao giờ biết được, thứ nhất, đó là một dụng ý. Bạn sẽ không bao giờ biết nó nhắm vào ai, mà đôi khi một dụng ý có thể nhắm vào 4 hoặc 5 người khác nhau, vào những thứ khác nhau. Sư phụ luôn đưa ra những điều tuyệt vời với dụng ý của mình. Âm nhạc các album của Hanzin cũng có hàm ý, và bạn biết đấy, đối với những người muốn nghe nhạc kiểu thập niên 60 với lời nhạc bài hát Phật giáo. Chúng thật tuyệt vời. Sư phụ có thái độ rất cởi mở với âm nhạc, và tôi không biết rằng sư phụ đặc biệt thích âm nhạc. Tôi đã từng là một ca sĩ hát nhạc dân ca, và khi tôi trở thành một nhà sư, các nhà sư giữ giới cấm, không chạm vào nhạc cụ, không ca hát, nhảy múa hay chơi nhạc hoặc nghe những trò giải trí như thế. Cho nên sau đó, điều đầu tiên tôi làm khi muốn xuất gia là bán cây đàn guitar của mình. Đó là một cây đàn rất đẹp, và tôi đã bán nó với giá bằng 1/4 giá trị của nó. Vì lúc ấy tôi muốn buông xả nó. Tôi đăng quảng cáo trên báo là vì vậy. Quảng cáo trên tờ báo The San Francisco Chronicle xuất bản ngày hôm đó. Và lúc đó là 9 giờ sáng, điện thoại reo. Carlton, sư phụ, con đang làm gì vậy? Tôi nói, dạ sư phụ, con sắp bán chiếc guitar. Thầy ấy nói, ngu ngốc thật. Tôi nói, dạ. Sư phụ nói, ngu ngốc thật. Và tôi hỏi, tại sao con bán cây đàn của mình? Tôi nói, sư phụ, con muốn xuất gia, con không thể là một nhà sư vừa chơi guitar. Sư phụ bảo, ngốc quá. Sư phụ nói, đừng cố gắng trở thành người Trung Quốc. Con không thể sử dụng các phương pháp cũ của thầy ở đất nước này, nó sẽ không có tác dụng. Nếu tất cả những gì con cố gắng làm là bắt chước thầy, thì làm sao con có thể độ người dân ở đất nước con? Họ không hiểu những tư tưởng của Trung Quốc. Sư phụ nói, con phải sử dụng tất cả những thứ mà con biết để làm cho giáo pháp trở nên sống động. Ngài nói trong tương lai, một người khất thực có thể chơi guitar sẽ rất hữu ích. Ngài nói như vậy. Tôi nói, vâng, nhưng sư phụ, con không thể trở thành một nhà sư nếu con chơi guitar. Thật ngu ngốc. Sư phụ nói rồi cúp máy, nhưng điện thoại lại đổ chuông ngay lập tức, và một người nào đó nói, hiệp hội guitar đây, $200 nhé, đừng bán nó, tôi sẽ đến ngay. Người đó đến, tôi bán cây đàn guitar và ngay lập tức hối hận. Đúng là hối hận. Những hướng dẫn đầu tiên của tôi từ chối, chấp nhận sự việc đó, và đến giờ tôi vẫn hối hận. Vì vậy, 25 năm đã trôi qua, và tôi... Cuối cùng bạn biết đó, tôi hiểu được là tôi đã có khoảng thời gian chơi guitar thật tuyệt vời. Các
谁欢喜做佛教的歌，或者做这个诗啊，或者做这个词啊，都用你们这个寺外的智慧来做。你们一天做一个也可以，一天做十个也可以，一天做一百个更可以。你能一天做一百个歌，就是最有进步的这个佛教徒，做一百首。要能做一千首，那一定是第一的。那么两天做一个也可以，三天做一个也可以，一天做不了一千个，你可以两天做五百个，或者三天做一千个也可以，这都是活动的。你们谁做出来那最好，大家研究研究那成立一个做歌的这个委员会，审定过，看哪一个是做的好的，咱们就保留，把它来出版印出来的。很快呀，咱们这个歌大家就可以走到这个全世界去，这佛教的歌词，因为这国家还没有，这是一个很好的办法。如果你要是说我用什么意思来做歌呢，你就可以用这个法华经的意思，法华经的意思这是无穷无尽，你取之不尽，用之不绝。所以现在我们弘扬佛法要用种种的方便法门来弘扬佛法。那么因为这个国家的人多数都欢喜听唱歌，你们要一唱歌他就高兴得不得了。所以每一个人都小指做多一点佛教的歌词，做多一点佛教的诗，写多一点佛教的文章。谁呀高兴的时候，这个心血来潮了，这就是高兴的时候心了高兴了就写出来跟今天晚间会做梦的做歌。弟子不落地，向上名利利，虚空放碎，放心当下心。